khán giả của kênh Tin Tức Sao Việt. Hà Đa rất hy vọng rằng trong những phút tiếp theo của chương trình thì quý vị sẽ có những giây phút thật sự thư giãn và thoải mái. Nhưng quý vị cũng đừng quên bấm nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những tin tức mới nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Nhã Phương băng huyết thập tử nhất sinh khi sinh con cho Trường Giang. Theo lời bà xã Trường Giang, ca vượt cạn của cô không hề suôn sẻ nhẹ nhàng như những bà mẹ khác. Cách đây ít giờ, Nhã Phương mở lòng chia sẻ với người hâm mộ về hành trình sinh nở bé Destiny. Theo lời bà xã Trường Giang, ca vượt cạn của cô không hề suôn sẻ nhẹ nhàng như những bà mẹ khác. Hành trình từ lúc mang thai đến khi Ni chào đời đã cho Bi trải nghiệm quá nhiều cung bậc cảm xúc. Từ một cô gái mỏng manh yếu đuối, nhờ có Ni mà Bi trở thành một bà mẹ bỉm sữa mạnh mẽ và đầy gan lì, Nhã Phương tâm sự. Bi đã từng trải qua đủ mọi nỗi đau khi sinh Ni, từ cơn đau đẻ đến căng tức sữa co tử cung, rồi còn phải trải qua cơn thập tử nhất sinh vì bị băng huyết. Nhưng có là gì khi nhìn thấy thiên thần nhỏ kế bên, cô nói thêm. Con chào đời, Nhã Phương cũng không tránh khỏi sự lúng túng và những áp lực khi lần đầu làm mẹ. Đó là giây phút chán nản khi con ốm ho khó thở vì nhiều đờm rãi, là những lúc bị stress vì con lười ăn không tăng cân, rồi mệt mỏi khi phải tiếp nhận quá nhiều ý kiến từ người thân bạn bè về cách chăm con, bà xã Trường Giang chia sẻ. Khoảng thời gian ấy khiến Bi luôn hoang mang với những câu hỏi, không biết đâu là đúng sai và không chắc rằng liệu mình đã đưa ra những lựa chọn đúng đắn để trở thành người mẹ tốt, cô trải lòng. Tuy nhiên, Nhã Phương may mắn khi có Trường Giang ở bên, luôn quan tâm và chia sẻ để cô vượt qua những rào cản ấy. Từ một người mẹ ngây thơ vật lộn với rất nhiều áp lực, cho đến nay Nhã Phương đã mạnh mẽ hơn, tự tin làm chủ cuộc sống của mình. Cô biết cách cân bằng giữa công việc và vai trò của một người mẹ, người vợ. Trong mắt Nhã Phương, Trường Giang là người chồng, người cha tuyệt vời. Trường Giang Nhã Phương tổ chức đám cưới vào tháng 8, 2018. Cuối tháng 1, 2019, Nhã Phương được cho đã hạ sinh con gái đầu lòng. Phải tới đầu tháng 8, 2019, nữ diễn viên mới xác nhận tin vui qua mạng xã hội. Hiện tại Nhã Phương đã trở lại với công việc của làng giải trí, ngoài ra còn lấn sân sang kinh doanh. Mặc dù rất bận rộn, nhưng Trường Giang vẫn luôn sắp xếp thời gian đỡ đần, chăm sóc con nhỏ. Anh cũng là đầu bếp của gia đình, luôn chăm lo ăn uống, cân bằng dinh dưỡng cho vợ.